ngâm ở rượu gỗ sồi trắng từ 20 đến 300 lít, nhập khẩu từ Nga và Mỹ. Ai mua thì xin liên hệ với cơ sở bổ Hoàng Cường. Đội Tam, đội Sơn, Duy Tiên, Hà Nam. Đây các bạn này, đang ngâm các bạn này. Đây gỗ sồi đây, sồi trắng đàng hoàng, từ 20 đến 300 lít nhé. Đây loại 300 lít này, 200 lít nữa các bạn, 100 lít đây. Đây 200 lít đây, để được gắn nằm, gắn đứng đầy đủ hết, gắn nằm gắn đứng. Anh mua xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Phạm Cường, đội Tam, đội Sơn, Duy Tiên, Hà Nam, điện thoại 033 876 8253, 085 612 8890. Đây các bạn đang ngâm các bạn. Đây một sồi 200 lít. Cũng 200 đây. 20 lít đi. Đấy.